Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao mà sửa thiết bị tình thương của mình đã có. Cái thiết bị của miền Nam và miền Bắc. Đây là cái thiết bị tình thương KF Vietnamese Wi-Fi McGrath. Và nhất là mấy cái thiết bị Wi-Fi của miền Bắc đó. Lúc mà mình làm hội thảo miền Bắc, ngay ngày đó cái keo nó chưa đủ khô. Nên có một số người đem về mấy quả cầu này sẽ rớt ra hết trơn. Dù mấy quả cầu này không có ảnh hưởng nhiều gì mấy về bản chất linh hồn của nó, khi mà mình tạo những cái thiết bị như này nè, thì bạn làm thiết bị riêng của mình, khi mà gọi là cái free plasma, mà năng lượng tự do nằm ở giữa đó, là nghĩa là cái linh hồn của nó, khi nó tồn tại rồi đó, nó tồn tại một thời gian dài, mãi mãi, một thời gian dài. Nên cái này thì bổ sung thêm cái này giống như là cái cơ thể của nó. Khi mình làm rớt mấy quả cầu nha, cũng như mình đứt tay đứt chân thằng này mình ghép lại. Thì để ghép lại mình sẽ hướng dẫn mỗi người làm sao ghép. Thì mình có thể dùng súng keo hay là những mấy cái keo cho nhựa, mấy ống PVC, mấy ống nước á, keo cho mấy ống nước có thể ghép vào. Cái khi mình làm cái này mình dùng keo súng của nhựa nên nó chỉ cần gớt một chút xíu là nó quả cầu gớt cái ở trên, nên cái hai cái để lưu ý. Bây giờ mình sẽ chỉ cho cái miền Bắc. Cái miền Bắc nó khác cái miền Nam vì cái miền Bắc nó đi theo kim đồng hồ. Nếu mà nhìn cái đây là cái đáy, cái dưới đi theo kim đồng hồ, đi theo đường bên phải, và ở trên sẽ có com số 1. Mỗi cái này một cái số ở trên này. Số 1 là số com, com là thập cẩm nằm ở trên, nằm cho sẽ đi xuống, nó quay xuống theo kim đồng hồ tại miền Bắc. Ở trên miền Nam, miền Bắc sẽ đi xuống, nó quay kim đồng hồ. Cái miền Nam thì đi ngược lên, nó đi từ dưới nó đi lên, nghĩa là đi theo ngược kim đồng hồ, nó đi quay lên. Đặng cái trường của miền Bắc với cái trường miền Nam nó kết nối với nhau, nó tạo một cái quả cầu lớn hơn nữa. Đó là cái lý thuyết là phía sau của tạo cái lưu động năng lượng ngang. Cái miền Bắc đầu tiên là mình sửa miền Bắc, cái quả cầu ở trên là số 1, không mình dẫn nó vào, và ba cái dưới là 2 3 4, 2 3 4 đi theo kim đồng hồ, đi theo bên phải. Khi mình để này xuống á, nó sẽ quay theo bên phải là xong. Và trong cái hình này á, cái hình đây là có một cái hình, bạn thấy cái hình này không, cái hình ngôi sao này nè, hình ngôi sao này nó sẽ nằm ngay chỗ vị trí ở miền Bắc, thì nó nằm ngay vị trí số 2 của cái số quả cầu là số 2. Thì mỗi cái hình này nó nằm, mà thấy không, mỗi cái quả cầu nó có một cái hình nằm ngay cái quả cầu đó. Thì cái quả cầu của cái hình ngôi sao này, bạn thấy trong hình ngôi sao này, hình ngôi sao này ngay nằm ở số 2. Nhìn hình ngôi sao này giúp cho bạn về sức khỏe can phục nhanh hơn. Hình của cái nước này, hình này để mình xem cho. Đây nè, hình này là hình của cái hình này giúp cho những cái chất lỏng trở lại cấu trúc ban đầu của nó, đi đúng chiều tự nhiên của vũ trụ. Hình kia này là giúp cho những cái chất cứng, cái cấu trúc nó đi đúng chiều lại tự nhiên của vũ trụ hết. Thì cái hình còn là hình ở trên nữa và hình ở dưới nữa. Thì hình trên dưới tâm giúp cho mình level up dễ hơn, đi qua vũ trụ 2, vũ trụ 4, vũ trụ 5, từ nói chung từ vũ trụ 1 đến vũ trụ 2, vũ trụ 3, vũ trụ 4, vũ trụ 5, nó dễ dàng hơn. Nó mở những cái ranh giới đó cho mình. Đầu tiên là mở ranh giới từ vũ trụ 1, vũ trụ 2 cho cái linh hồn của mình và mình hiện tại đây thành một cái lại. Thì nó giúp trong cái quá trình đó. Thì đây là xong cho quả cầu miền Bắc. Quả cầu miền Nam thì không có khác biệt gì hết trơn. Quả cầu miền Nam giống như trên, nó có là số 4 CH3 nằm ở trên của số 4, và số 1 là carb nằm ở dưới.
nằm ở dưới đây ngay chỗ ngôi sao nè, để số 1 ngay chỗ ngôi sao và sẽ đi ngược kim đồng hồ, nghĩa là đi theo bên trái, quay thì mình nhìn xuống là đi theo bên trái, nhìn xuống là quay theo bên trái, đó là ngược kim đồng hồ. Đó là cho cái thứ tự mình nhấn số 1, số 2, số 3 khi mình trên nhìn xuống đi theo bên bên trái ngược kim đồng hồ là xong. Mình chỉ gác cái đó thôi. Nếu quả cầu này nó ướt hay là gì đó vì nó keo nó chóc thì mình chỉ cần lau nó khô mình gắn lại thôi. Khi mình gắn cái quả cầu này lại thì nó hoạt động rất là bình thường. Dù quả cầu này nó không có dính vào đây nó cũng vẫn có hiệu quả giống như bình thường. Này về mặt là thẩm mỹ, về mặt và nó sẽ hỗ trợ thêm một chút xíu nữa tại vì nó có cái cơ thể như đó thôi. Thì mình dùng phương pháp nào cũng được để gắn vào, mình dùng keo nào cũng được trên để cho mình gắn nó trở lại. Tại bằng một phần lớn của cái thiết bị này là những năng lượng mình ghép vào đó chứ không phải những cái quả cầu này. Quả cầu này để áp dụng công nghệ khác để hỗ trợ thêm, để giúp cho thấy những cái tác dụng của nó. Trong đây những có như là CO2 và kẽm giúp ổn định cảm xúc và cơ thể, giúp tình định tâm dễ hơn. Và mục đích của thiết bị Wi-Fi Micro tình thương này của KF Vietnamese là thay đổi môi trường ở Việt Nam. Tại vì một nó đi trường đi rất xa nhưng cần gần hiệu quả hơn, thì những cái quả cầu này, những mấy cái thiết bị này nó sẽ kết nối với mấy thiết bị khác ở miền Bắc. Nếu mà nói về miền Bắc thì mấy thiết bị miền Bắc nó sẽ kết nối với nhau tạo một cái quả cầu lớn hơn ở miền Bắc, và ở mấy cái thiết bị ở miền Nam nó kết nối với mấy thiết bị miền Nam khác nhau tạo một cái quả cầu lớn hơn nữa, và cái quả cầu ở miền Nam và miền Bắc nó sẽ kết nối với nhau tạo một quả cầu lớn hơn bao gồm Đông Nam Á. Đó là cái nguyên lý ở phía sau của những KF Vietnamese Wi-Fi Micro để tạo cái môi trường, tạo một cái happy room giống như mấy Micro bình thường mà làm bằng lò xo đó. Thì khi con người ở trong môi trường đó họ sẽ tích cực hơn, tại nó sẽ giúp nâng cái tần số và xóa bỏ năng lượng tiêu cực và neo những năng lượng cao hơn trong vũ trụ vào đây, và từ từ nâng tần số nó lên. Thay đổi môi trường thì người sẽ thay đổi theo. Thì mục đích của những cái thiết bị này là giúp cho thay đổi môi trường Việt Nam bớt đi tiêu cực, từ từ hướng đến đến mức độ tích cực hơn rất là nhiều. Mà khi mình có những cái thiết bị này trong cái nhà mình đó thì mình có thể lưu ý nâng cái tần số của nhà mình lên, cái môi trường mình lên như thế nào. Khi mình ở trong cái môi trường này, ở trong ở môi trường của thiết bị Wi-Fi mà Graph tình thương thì mình thấy nó khác như thế nào về cảm xúc, tinh thần, sức khỏe khi mình ở trong môi trường với nó, thì mỗi người tự khám phá. Mình sẽ không nói sâu sắc về chủ đề đó, mình đã giải thích và viết nhiều trong cái nhóm KF. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn cho mọi người làm sao mà ghép nó vào được một cách dễ dàng. Ok, mình cảm ơn mọi người.